Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài tập trang số 37. Bài tập này yêu cầu chúng ta điều gì? Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Phần 1 hoạt động bài 1 số mấy? Ở đây chúng ta có bức tranh vẽ một cái bảng học đúng nào và những bạn robot nè. Các bạn đếm xem có bao nhiêu bạn robot nhé. Chỉ là có một bạn robot thôi và bạn ấy đang đo xem cái bảng dài khoảng bao nhiêu đấy các bạn ạ. Và cái bảng này thì nó có kích thước dài khoảng 4 cái sải tay của bạn robot nha. Chúng ta sẽ cùng thực hiện yêu cầu đo chiều dài bảng lớp của bạn bằng sải tay. Cái này cũng rất là dễ và thú vị nhá. Chúng ta hãy thay phiên nhau lên phía bục giảng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau dang rộng hai tay ra và đo xem cái bảng học lớp mình có chiều dài bằng mấy lần cái sải tay của các bạn nhé. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau điền dấu hỏi chấm vào đây. Bảng lớp bạn dài bao nhiêu sải tay? Câu 2, số mấy? Yêu cầu của bà là đo phòng học lớp bạn bằng bước chân. Một chiều phòng lớp bạn dài khoảng bao nhiêu bước chân? Này cũng phải cần đo thực tế đấy các bạn ạ. Vì chúng ta còn rất là nhỏ nên không thể thực hiện đo được bằng các cái dụng cụ chuyên nghiệp để đo kích thước lớn. Vì vậy chúng ta có thể đo áng chừng bằng số bước chân này hoặc là số sải tay của các bạn. Các bạn hãy đi từ đầu lớp cho đến cuối lớp hoặc là đi từ bức tường bên phải sang bức tường bên trái xem là để đi hết được một cái chiều như vậy thì các bạn sẽ phải bước bao nhiêu bước chân. Các bạn nhớ một điều cho mình nhé, là phải bước thật đều thì chúng ta mới có kết quả chính xác được nhé các bạn nhé. Ok, thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng ta đã đi xong toàn bộ các yêu cầu của bài tập trang số 37 rồi các bạn ạ. Ngày mai thì ta sẽ học xong một bài mới, đó chính là bài tập trang số 38. Chúng ta sẽ có luyện tập rất là thú vị, mình thấy hình ảnh rất là bắt mắt đấy các bạn ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video ngày mai. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh để ủng hộ kênh cũng như là không bỏ lỡ bất cứ một cái video nào của kênh mình nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.